Vâng, chúc bác các bác là những đôi loa lời loa tay của Dam, hàng xịn của Nhật Bản luôn, một hãng âm thanh của Nhật Dam. Nó thuộc hãng JVC Victor, dòng loa karaoke hoặc âm ly karaoke, nó đặt tên là Dam của hãng Victor. Loa này có kích thước bát 16 và một tép bên cạnh. Đây là tép hình mũi tên viên đạn, nó nhọn ra. Trên loa có lỗ thông hơi, tôi bán một đôi này là giá 3 triệu đồng, hàng bãi nguyên dịp 100%. Nắp tre nó tùy theo đôi mà nó làm cái màu sắc khác nhau, có đôi màu sẫm, đôi màu sẫm nhạt hơn, đôi màu xanh xanh. Hàng bãi nguyên 100%, gân không phải thay, vì nó là gân vải. Màng là màng giấy. Tôi sẽ quay qua mặt sau cho bác và nhìn. Ở đây các bác có thể để nằm được hoặc để đứng được. Để đứng thì cái chiều bát này sẽ dựng phía dưới. Đây là một thông số kỹ thuật của một chiếc loa DK Karaoke 150W công suất tối đa 7 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Loa rất nặng, đặc chắc nha, cứng cao. Tôi sẽ mở nhạc để các bác nghe bây giờ. Nói chung loa bãi được góc cạnh như này là tương đối ok. Còn đây nó phải có những sự xước sát nhỏ như ở đây. Loa cũ mà các bác. Còn nó không bị vỡ lát hoặc là xấu quá đáng. Chứ còn loa bãi nó chỉ được như thế này thôi. Còn có muốn đẹp hơn thì đấy là sự mông má lạ. Còn cửa hàng tôi thì nhập như thế này là hàng đẹp rồi. Về không mông má có nào bán. Đó, xin chào, tôi sẽ mở nhà 3 triệu đồng một đô. Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn lại gì, em còn gì, ta còn lại gì, còn chăng đó là bóng hư không, còn chăng đó tuổi đã mênh mông, còn chăng đó tóc xanh phai màu qua mất rồi, và ngày thật dài của chúng ta, của những phôi pha. Còn lại trên cuộc trần này tiếng nhạc hồn. Phải nói các bác là chất âm cực hay luôn, đúng chất loa Nhật. Muốn hát karaoke hay các bác không thể thiếu được những đôi loa này, bởi vì nó hỗ trợ lời thì các bác hát sẽ rất nhẹ nhàng. Muốn hát hay thì phải có lời hay, đấy là cái tiêu chí cơ bản nhất của bộ dàn karaoke. Khi mà lời hát mình nó không thoát được ra thì nó nặng, hát bộ karaoke không thể hay được. Nhiều người thắc mắc là không biết hát thế nào là hay. Khi mình hát mà thấy lời nó thoát ra được, lời nó bay nó cao, thế là hay, thấy không? Bộ càng ra karaoke tiêu chí chỉ như vậy. Vâng, xin chào anh. 3 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển rồi mua chị. Có thể ship qua Viettel hoặc nhà xe khách tùy theo tuyến vận chuyển. Tìm dấu thân yêu trong bạn bè dần đã qua đời, qua buồn năm, mong người nào qua trọn tuổi đời chăm tôi già để nhìn loài người. Đôi loa này thì một loa nó có kích thước bề ngang tầm 32, bề sâu 20 và bề cao tầm 22 cm. Nó to hơn khá nhiều so với những đôi loa JBL Bow mà tôi bán giá 3,6-3,8 triệu trên kia nha. Vâng, xin chào.